Rồi xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video cái chủ đề là dấu hiệu nhận biết một fanpage bị tắt đề xuất nhé. Đó thì mình có một cái fanpage bị không nghiêm khắc và kháng về lần thứ hai nhé. Thì đây là mình mới up cái video lúc trưa. Thì mình mới up một video, mình sẽ cho các bạn xem cái dấu hiệu bị tắt đề xuất. Thì cái lần trước thì nó không có bị tắt đề xuất, nhưng mà lần này thì nó bị tắt đề xuất nhé. Thì các bạn kéo xuống cái chỗ public là những cái video mà bạn đã up rồi á. Thì các bạn bấm vô đây này, view inside nhé. Thì các bạn có thể xem được là đây là một cái video rất là hay nhé. Tại vì lượt xem trung bình của nó tới 3 phút và người ta xem từ đầu tới gần cuối video luôn nhé. Đó, nhưng mà các bạn kéo xuống dưới này. Đó thì ở đây là cái nguồn view của cái video này thì 95% là từ cái sub của từ user của cái fanpage, và 5% là từ chia sẻ, tức là cái fanpage này hiện tại nó cũng bị bóp cái lượt chia sẻ luôn rồi, và chỉ có 0.52% là từ cái recommend, tức là cái này là đề xuất nhé. Thì là cái fanpage này là cái fanpage đã bị bóp đề xuất và cũng như là bóp chia sẻ luôn rồi. Đó thì mặc dù là RPM rất là cao nhưng mà mình nghĩ là không có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Đó thì bạn nào không có kinh nghiệm coi thì các bạn có thể coi theo cách của mình nhé. Thì nếu mà các bạn coi nhiều video thì nó sẽ chính xác hơn. Rồi thì video nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn nhé.